Oh yeah. Hello, xin chào mọi người. À, đây là podcast The Idea Show của Harley và Harry. Podcast gì? Okay, thì video này là một câu chuyện từ hồi tháng 11 rồi, nhưng mà tới bây giờ là tháng mấy, tháng 2 hả? 4 tháng, 3-4 tháng rồi. Uyên với là Harley mới có cơ hội mà mới có thời gian kiểu là process, bình tâm lại để kể cho mọi người về cái chuyến đi, cái hành trình, cái event mà Harley đã cầu hôn Uyên như thế nào. Nói thẳng ra là cái video nó có nhiều khúc, nó mình chưa biết ghép làm sao cho nó là một cái câu chuyện chính thống. Cho nên là mình ngồi mình chờ cho đến khi nào mà nó hoàn chỉnh thì mình sẽ post cho các bạn coi. Ok, tại vì Uyên muốn, tại cái video này mọi người, Uyên với lại Harley là đã quen nhau tính tới bây giờ là gần 8 năm rồi. Mà kiểu là Uyên với Harley rồi, không phải Uyên Harley, Uyên mong chờ cái engagement, cái propose lâu như thế nào. Cho nên là Uyên muốn cái video này là một cái video gọi là video để đời hả? Để đời gì? Cho nên là mình process nó hơi lâu, mình edit, mình suy nghĩ nó hơi lâu. Trước mặt tụi mình là cái video, thì Uyên là người đã edit video này rồi. Còn Harley á, Uyên chỉ cho Harley coi sơ sơ thôi, chút xíu chỗ này chỗ kia thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ ngồi react cũng như là kể lại cái chuyến đi đó, cũng như là cái câu chuyện nó diễn ra như thế nào. Ok, okay, mở hình bự lên đi. Cùng với cái đám bạn khùng khùng của mình á. Ok. Ngày đó là ngày 9 tháng 11. Nhanh vậy nói hả? Dạ, 4 tháng rồi. Cái khúc này á, là mình đã đi qua Seattle rồi, đúng không? Đây là sân bay Seattle nè. Hello mọi người, bây giờ tụi mình đã đến Seattle. Biết tại sao, biết khúc này tại sao quay khúc này không? Tại vì Uyên trước khi đi Seattle là Uyên đã biết trước là thế nào là cũng sẽ cầu hôn Uyên trong chuyến đi này. Một là Seattle, hai là New York. Nên là Uyên quay cái cảnh này, tức là khúc mà mình chưa có đeo nhẫn á. Cái ý đồ của em khúc này là vậy á, xong em đánh tan, chắc là anh không biết. Không biết. Không, mà cái mục đích á là anh cũng chưa bao giờ có cái ý tưởng là sẽ giấu em 100% đó. Anh vẫn muốn cho em biết một chút, chẳng qua là em không biết khúc nào thôi. Hiểu không? Anh thì anh không phải là thuộc cái Holly thì không phải thuộc cái dạng người gọi là mỗi lần mà làm một cái propose hay là gì là phải giấu 100%, không cho biết một cái gì hết. Tại vì cái quan niệm của Holly á là khi mà mình biết á, mà mình chờ đợi nó thì nó vẫn sẽ thích hơn. Kiểu là biết một nửa thôi, xong rồi kiểu đặc biệt là những cái chuyện lớn, đặc biệt là những cái chuyện lớn. Tại vì khi mà nếu mà gọi là bị surprise 100% á, đôi khi cái cảm xúc nó tới mạnh quá, mình không có đủ bình tĩnh để mình có thể enjoy cái khoảnh khắc mà nó đang xảy ra, hoặc là mình có thể nghe được bạn bè của mình nói cái gì, hoặc là mình nghe được người đối diện nói cái gì, thì cái sự chuẩn bị tâm lý một chút xíu nào đó nó vẫn sẽ an toàn hơn cho cái cảm xúc của mình lúc mà nó xảy ra. Cho nên là anh chưa bao giờ có cái ý tưởng là sẽ phải giấu em 100% hết. Mà cũng khó giấu tại vì em với anh đúng rồi, tại vì quen mà. Thực sự là quen 8 năm giấu cũng không giấu được, tại vì chỉ cần nhích một cái thôi là biết là chuẩn bị làm cái gì rồi. Ok, nhìn cũng như mắc cười hơn. Hello mọi người, bây giờ thì tụi mình đang ở Seattle. Uyên mới xuống máy bay xong tóc tai, mặt mũi thấy ghê chưa, không biết có chưa làm tóc gì hết. Bây giờ kế hoạch là mình đang đi lấy xe và sau đó là sẽ đi ăn sáng. Bữa đó mình lấy cái xe cũng xịn mà đúng không? Yeah, xe van màu trắng. Cái lúc tới này nè, cái lúc tới này là Harley với Uyên với lại tất cả mọi người luôn là bị một cái surprise là ở bên Texas mình đi ăn nó thoải mái. Ở bên chỗ Harley với Uyên ở là khi mà mình ra đường mình đi ăn rất là thoải mái. Nhưng mà khi qua tới Seattle á thì vừa muốn xuống sân bay xong rồi đậu xe là cái bữa ăn đầu tiên. Vừa bước vô cửa cái cô đó có hỏi cái giấy cái giấy chích vaccine. Thì mình kiểu hai cả đám không đứa nào cầm cái đó luôn. Không đứa nào cầm cái đó luôn mà may sao là mình cũng có chụp hình. Mình có chụp hình cho nên mình mới vô mình ăn được, thì kiểu như vô bàn ngồi rồi mọi người mới kiểu trời, nếu mà không có hình ảnh đó là coi như nguyên chuyến đi này không biết ăn ở đâu luôn. Mà nếu mà may là người ta còn chấp nhận cái hình á, chứ nếu mà người ta đòi cái copy nữa là coi như là cả đám không biết, thực sự không biết ăn ở đâu luôn á chứ. Tại vì ở Seattle mấy cái bang đó đúng rồi, nó khó hơn, Texas nó ở phía dưới còn mấy cái bang kia nó nằm ở phía trên nên đôi khi cái luật lệ của họ khó hơn. Đi 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 đ
Ủa nhanh vậy? Chưa kịp mơ máy lên quay nữa. Mưa đá. Nên là bây giờ mình đứng ở dưới này không có đi đâu được chơi. Cái này là buổi chiều, buổi chiều hôm đó luôn hả? Ừ, buổi chiều của ngày đầu tiên. Anh nhớ là buổi chiều đó nó âm u lắm mà sao quay mình đang ở tiệm sao, sao coi lại thấy có nắng nhở? Ừ. Anh nhớ buổi chiều đó nó âm u lắm luôn. Có khúc âm u nhưng mà khúc sau nó có nắng lại sau cơn mưa trời lại nắng. Khoan, còn cái khúc này nè, cái điểm đặc biệt của cái chợ này nè, là bữa đó là nguyên một đám ở trong xe là Ericsson lái xe, còn nguyên một đám là ngồi kiểu ngồi đằng sau chơi. Mà cái dốc mà nó đi xuống cái chợ này á, là thực sự nó đứng với một, nó đứng như vậy nè, có nghĩa là khi mà các bạn ngồi trong xe là nó chúi xuống như vậy. Mà cái đường thì nó không phải là đường, không phải là đường bê tông, cũng không phải là đường nhựa giống như là đường bình thường đâu. Mà tại vì cái chợ này là một cái chợ lâu đời rồi, cho nên đường của nó là đường mà giống như tự bằng cái viên gạch á, nó cứ nằm mà nó, mà trời mưa thì nó trơn nữa. Mà Ericsson á thì nó đạt thắng á, thì kiểu cũng như là, tại vì người ở bên Texas á là tụi mình lái xe đường bằng. Khi mà qua cái đường dốc á thì khi mà mình đạp thắng mình phải đạp mạnh hơn là mình đạp xe đường bằng, đúng không? Thì Harley ngồi đằng trước á thì cứ có cái cảm giác là khi mà đạp xe mà nó đạp mạnh quá thì cái xe nó sẽ chúi, nó sẽ trượt luôn, hiểu không? Đó, nói chung là cái cảm giác cái khúc đi xuống đó là nó rất là căng thẳng. Nó rất là căng thẳng luôn á. Nó rất là lâng lâng. Tụi mình đang ở tiệm Starbucks đầu tiên của Mỹ. Đây là tiệm này. Cái logo nó cũng khác với lại Starbucks bây giờ nữa. Anh nhớ cái chợ này không? Cái chợ này nó rất là đặc biệt. Ở trong cái chợ này, nếu mà trong một cái môi trường bình thường, không có bệnh này nọ, không có bệnh tình dịch này nọ, thì nó rất là đông. Thấy không? Còn cái con lobster này bự quá hả? Bự bằng cánh tay em luôn á. Cái con lobster mà cầm mà ăn, cái con lobster đó mà cầm mà ăn là bằng nguyên ổ bánh mì luôn á. Xong rồi tụi mình có tới cái gum wall. Là cái con đường, cái đường hẻm mà người ta dán, mà tan xương gum xong người ta dán lên. Nói chung dán kinh khủng, dán quá trời dán trên cái tường đó. Mình đang ở gum wall, tức là cái tường mà người ta ăn xương gum nhai, người ta dán lên tường đầy nguyên cái con đường này luôn. Xong rồi tụi mình có đi ăn clam chowder nữa. Bữa em tưởng này là tàu hũ. Chị, tàu hũ là một cứng. Bây giờ mình sẽ đi uống boba ở tiệm này. À không, strawberry milk tea. Sữa dâu. Cái tiệm cà phê này cũng dễ thương ha. Ừ, dễ thương. Mà nước em thấy mình order ba thứ, cái gì cũng ngon hết trơn. Mà ở trong đó có một cái bạn biết em rồi đúng không? Em nghĩ vậy, nhưng mà khúc đó thì không có, bạn nó không có say hi em. Nhưng mà khi mà về thì bạn nó có DM em, nói là kiểu như thank you for stopping by kiểu vậy. À, là có khá một là dễ thương. À, cái khúc dẻo dẻo cho anh ai không nhìn. Xong buổi tối đó là mình đi ăn đồ Nhật. Hình như ăn đồ Nhật này về bị đau bụng nè. Tại có cái món gan ngỗng là Holly ăn không có quen. Xong rồi có một cái món là thịt bò nó cũng hơi sống sống, ăn không quen. Nhưng nói mà chung là cũng đáng để thử. Cái tiệm Nhật này, cái dạng đồ ăn này là thuộc cái dạng đồ ăn nó cũng mắc tiền. Cái thịt bò là thịt bò Wagyu, còn cái gan là gan ngỗng. Nhưng mà thực sự Holly á không có ăn được cái kiểu này, cái nghĩa là chưa có quen. Đúng không? Thì ngày hôm sau á là cái ngày mà mọi người quyết định là dậy sớm để mà đi hiking. Thì lúc mà đi hiking á thì tụi mình có một cái destination là một cái hồ, có nghĩa là tụi mình phải đi leo lên một cái núi, xong rồi lên tới cái đỉnh núi thì nó sẽ nhìn xuống một cái hồ rất là đẹp. Thì cái hồ đó là nó sẽ như cái hồ đó trên đỉnh núi luôn mà. Thì trên đỉnh núi đó thì mình phải lên đỉnh núi xong mình nhìn xuống cái hồ đó. Thì là mình nhìn xuống một cái hồ nước chứ không phải là nhìn xuống chân núi. Nhưng mà ý là cái hồ đó này có nước xanh. Ở Seattle thì nó có những cái pine tree rất là cao á. Thì cái cảnh nó rất là đẹp. Nhưng mà việc để đi từ cái chỗ Airbnb tới cái chỗ đó là mất 3 tiếng đồng hồ lái xe. Đúng không? Là để em kể cái insider của cái ngày hôm đó. Là ngày hôm đó là tụi mình plan là sẽ lên núi. Thì trong đầu Uyên á, lúc nào Uyên cũng nghĩ là ồ, đó giờ hai đứa mình rất là thích chụp hình núi với biển này nọ, cho nên là Uyên tưởng tượng Holly sẽ cầu hôn Uyên ở trên cái đỉnh núi đó, là Uyên tưởng tượng sẵn rồi. Nên là Uyên giữ khư khư trong đầu là chết rồi, hôm nay là sẽ
today is the day. Sau bữa đó là bình thường nha, tụi mình đi chơi mà dậy sớm lắm, chắc cũng 5-6 giờ thôi. Nhưng mà bữa đó là do là cái, như Holly nói là cái núi đó mình phải đi 3 tiếng đồng hồ, chạy 3, lái xe 3 tiếng đồng hồ thì mới tới được cái chỗ bắt đầu leo lên đỉnh núi đó. Mà leo cái đường leo lên là 4 tiếng nữa mới lên được tới cái đỉnh. Leo lên 4 tiếng rồi đi xuống 4 tiếng là 8 tiếng. Cho nên là tụi mình muốn bắt đầu leo là cỡ 6-7 giờ. Cho nên là 3 giờ đã dậy và đi để lái xe tới chỗ đó rồi. Thì mắc cười là buổi tối hôm trước á, là ok, Uyên mua sẵn một cái đầm, mà lát mọi người sẽ thấy trong cái video cái đầm màu trắng là Uyên mua sẵn cái đầm đó để cho Holly cầu hôn. Uyên là Uyên tưởng tượng Holly đâu có tính cầu hôn đâu, đâu là Uyên sẽ mặc cái đầm đó, cho nên là mặc cái đầm nó rất là dễ nhăn. Uyên nhớ cái chuyến đi đó hả, Uyên ủi cái đầm nó 4 lần luôn á, là hay mình vừa chạy mình vừa nói không hay mình không cứ nghe đi. Okay, thì Uyên trước đêm đó là Uyên đã ủi cái đầm rồi, xong Uyên kể trời sao mà giờ cất sao để nó không bị nhăn, tại trước sao nó cũng nhăn, không cũng kiểu tỉ mỉ ủi. Xong rồi sáng thì cũng kiểu make up làm tóc này nọ, xong rồi cái không đâu có make up, nhưng mà kiểu cứ sao ta, nói chung là Uyên chuẩn bị rất là kỹ cho cái ngày hôm đó. Nhưng mà thực sự trong đầu Holly không có nghĩ là sẽ propose ngày hôm đó, Holly đã xác định sẵn một cái ngày khác rồi. Uyên cứ nghĩ là trời ơi, đi leo lên tới đỉnh núi lúc đó còn đẹp không ta. 4 giờ sáng. Wow. Shit. I mean, we can try a little bit, but anh không nghĩ là mình được đi tới nơi đâu. Đứa nào rủ 3 giờ sáng đi hai kìa. 3 giờ sáng. 3 giờ sáng mọi người ơi, mọi người đúng ơi. Đúng rồi, cái đường trắng xóa luôn. Giờ mới 5 không giờ sáng. Không expect là cái chuyện này nó xảy ra. Đi vô. Nhưng mình nói đi, mình làm donut mấy cái đi rồi mình về. Không có xe nào luôn. Mà hai bên nó trắng xóa, nói chung là cái cảnh rất là đẹp đi như trong phim. Giống trong phim Harry Potter. Ừ, chang luôn. Hello mọi người, kế hoạch là sáng hôm nay tụi mình sẽ đi hiking, nhưng mà tới chưa được tới nơi nó mới đi có một tiếng mấy à, mà kiểu trời tuyết ơi là tuyết luôn. Tụi mình không nghĩ là trời nó sẽ tuyết nhiều như vậy, cho nên là không biết lát nữa tới cái nơi hai cái không biết là nó có giống như vậy không. Nhưng mà ở đây tụi mình đang dừng ở một cái thác nước cực kỳ đẹp luôn, mà nó nằm như giữa đường, như tự nhiên giữa đường hai quay có một cái thác nước nằm ở đây. Bây giờ mình sẽ xuống chụp hình xong rồi sẽ đi tiếp tới chỗ đó. Vui quá à. Hồi sáng nay tụi mình dậy cực kỳ sớm luôn, là 3 giờ rưỡi là tụi mình đã dậy rồi, mà cực kỳ đáng đồng tiền luôn. Tại vì á, nếu mà không dậy sớm á, thì không thể nào thấy được mặt trời mọc ở bên này hết trơn á. Bây giờ mặt trời đang lên, tụi mình dừng ở giữa đường để chụp rất là nhiều hình. Tới cái khúc này á, là mình đã quyết định là không có đi leo núi nữa. Là tại vì thời tiết nó quá khắc nghiệt, với lại tụi mình từ Texas đi qua cái tiểu bang miền Bắc chơi, cho nên tụi mình cũng không có đem đúng cái đồ hiking. Chỉ có Hiếu biết theo mình là đem đúng đồ hiking thôi. Tụi cả đám mặc toàn là đồ sweatpants rồi men giày thể thao bình thường. Xong rồi tới khúc này là tụi mình đã quyết định không có đi leo núi nữa rồi, tại vì điều kiện sức khỏe không cho phép. Bây giờ thì tụi mình đang ở một cây xăng để ăn mì gói. Mình nấu mì gói ở đây luôn. Ở trên chúng ta. Cái này là bên đây ăn mùi tôm, hay là ăn mùi bò. Mọi người biết không, cái khúc đó là Uyên kiểu Uyên thầm mừng trong lòng á, tại vì Uyên không phải là cái kiểu người mà active mà tưởng tượng là mình có thể leo núi mà 8 tiếng trong một ngày như vậy, không bao giờ tưởng tượng được hết. Nên là kiểu là cũng ham vui, kiểu cũng là một cái trải nghiệm mới, kiểu là bạn bè đi xong rồi cũng muốn đi, rồi kiểu tưởng tượng là ồ lên đó Holly mặc proposal sẽ đẹp lắm, cho nên là tưởng tượng như vậy. Chứ là khi mà mọi người nói chắc không leo được rồi, Uyên cũng thầm mừng trong lòng. Ý là em nhìn cái bộ đồ anh mặc em cũng sẽ đoán được là không có propose chứ. Tớ chứ không lẽ anh mặc cái bộ đồ như vậy để đi propose. Tại lúc đó là em đâu có suy nghĩ đâu, lỡ anh có giấu đồ. Bởi vậy em phải suy nghĩ, giấu thì giấu nhưng không phải là hay được. Anh nghĩ chứ như nó có nói là lên cái hộ đẹp lắm này nọ. Anh kiểu chứ không cách nào propose được trên đó hết. Theo cái kiểu như anh mặc đồ thì anh không thể nào thay được bộ đồ của anh trên đó, cho nên là bỏ ý định đó. Em còn tưởng tượng là lên đó thay đồ sao ta. Chỗ đâu thay. Buổi sáng em còn hỏi là anh có muốn mặc cái quần này không. Tại anh nói không mà. Nó cười một cái là trong đầu Uyên sẽ nghĩ, Uyên nghĩ là cái chuyện là nó sẽ ra như vậy, còn trong đầu Holly nó là nó sẽ như vậy. Mà hai đứa là không ai nói với ai gì hết trơn, cứ tự đoán thôi.
nhưng mà nếu mà anh chọn cái hồ đó là cái điểm propose thì nó quá dễ đoán, là ai cũng làm đó rồi. Bây giờ mọi người khúc này là tụi mình bỏ đi đi leo núi này nè. Nhưng mà bỏ đi leo núi, nhưng mà cái khúc này là không đi leo núi nữa, cho nên tụi mình quành đầu xe về. Thì trên có đoạn đường đi á, có đi ngang một cái town, nó gọi là Leavenworth. Thì cái town này thực sự là nó rất là đẹp luôn. Tất cả những cái tiệm ăn, nguyên một cái khu, rồi kể cả cái font chữ mà người ta dùng để người ta decorate trong cái khu đó, hoặc là chỉ direction hay tất cả mọi thứ á, thì nó rất là kiểu carnival, nó rất là kiểu giống như là gì ở châu Âu vậy? Nó giống như ở Switzerland mà kiểu châu Âu mà kiểu hồi xưa vậy. Nói chung là nó rất là đẹp. Bây giờ thì tụi mình đang ở một cái làng ở cách Seattle chắc cỡ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thì làng này giống như là mình đang ở châu Âu vậy mọi người. Nó có mấy cái tiệm dầu ở đây, xong rồi có rất là nhiều nhà hàng với lại resort khách sạn này nọ, nhưng mà cái phong cách rất là châu Âu. Ở đây giống như có mấy cái shopping store, mấy cái tiệm bán những cái đồ rất là dễ thương, quần áo, lại mấy cái đồ trang trí rồi lưu niệm này nọ. Còn đằng xa kia là núi, chỗ này cực kỳ đẹp luôn. Cái cấu trúc căn nhà rồi cái đỉnh núi ở đằng sau, hiểu không? Rồi thời tiết nữa, nó làm cho một cái feel nó hơi có kiểu magical một chút. Nha, mấy cái font chữ, cái cách design họ. Em nhớ cái khúc này á, là vô cái tiệm này nè, xong rồi em hỏi Như là ê, không biết không leo núi được rồi, Harley có plan B không ha? Xong Như im im, xong nó xin suy nghĩ là kiểu, mà nó không có nói em, tại về nhà nó mới nói em kiểu, ủa, plan B là gì? Kiểu plan B là tổng kết thiêu nó, ủa, plan B gì, đem plan B gì? Nhưng mà ý của Yên là tại vì nó biết trước là ông có propose bữa nay mà. Yên cứ đinh, em biết tại sao em cứ đinh lên trong đầu là anh sẽ propose em ở đó, xong em nghĩ là ồ không leo núi được là fail rồi, chắc là Holly sẽ có một cái plan khác để propose chỗ khác. Còn nó đâu phải con chó đâu, nó con gấu mà. À còn cái chỗ này là cái chỗ mà tụi mình ăn hot dog. Cái tiệm hot dog này á là cực kỳ ngon luôn. Nói chung là Holly không có hảo hot dog từ xưa đến giờ lắm, nhưng mà cái tiệm nó thực sự là ngon thiệt. Xong rồi lúc này tụi mình đi chợ để nấu bữa tối cho... Bây giờ là chuẩn bị đi về cái Airbnb. Hello mọi người. Ngày mai mình mua cái đó nha. Nghe không? Hồi nãy Holly mới nói là ngày mai mua cái đó đi nha. Mà lúc đó là Uyên đang lo quay phim, Uyên không có để ý Holly nói gì hết trơn. Xong mà về sau khi anh cũng không nghĩ là anh nói vậy luôn á. Vậy hả? Ý là anh nói vậy lộ rồi. Mà ý là không có nghĩ gì đâu. Người ta kêu là ngày mai mua cái đó đi nha, là sẽ mình người bình thường sẽ nghĩ là ủa ngày mai làm gì mà phải mua cái đó, là nó lộ rồi. Nhưng mà kiểu em cũng để ý nên thôi. Đây là cái Airbnb mà tối nay mình sẽ ở, mình chỉ ở đây có một đêm thôi, mình chỉ chơi cabin một đêm thôi, xong rồi sau đó mình sẽ về lại Seattle. Nhưng mà đêm nay sẽ là một đêm rất là đặc biệt, tại vì Airbnb này rất là đẹp, rất là đặc biệt. Sau đây mình có cái jacuzzi ở đây nữa, xong lát đó mình sẽ ra đó chơi. Khi mà mình mới bước vô Airbnb thì đây mình sẽ thấy phòng khách dễ thương quá à, có cái tivi nhỏ xíu. Xong rồi đó là restroom hả? Hình như đó là phòng tắm. Đây có một cái lò sưởi nhỏ. Ở đây có một cái day bed, là cái giường ngủ nhỏ nhỏ. Vô đây là mình có một cái bed nhỏ nhỏ. Đi vòng vào đây. Ồ, có một cái góc gì nè. Mình chơi game đây được nè. Đây là toilet. Đây thôi. Đây mình đi lên cầu thang này. Hơi dốc. Sang lên đây là có cái phòng master nằm đây. Dễ thương quá à. Có cái cửa sổ nhỏ nhỏ. Sau rồi có cái giường. Dễ thương quá à. Đây mình nhìn, mình nhìn xuống ở nhà. Cái Airbnb này là câu chuyện Airbnb này là em không biết. Cái Airbnb này là bữa đó Holly với lại Minh với Như á là đang chơi chung với nhau. Xong cái bắt đầu là thời gian nó gần tới rồi mà Holly lúc đó chưa có plan cái gì cho. Nói chung là nguyên một cái chuyến đi Seattle này là vì cái Airbnb này thì tụi mình mới đi Seattle. Là bắt đầu kiếm chỗ để làm proposal nhưng mà kiếm không có ra. Mà kiểu như Uyên cũng thích núi, cũng thích biển, cũng thích nước. Nói chung là một cái hòa quyện như vậy thì mình bắt đầu mình phải dựa trên những cái yếu tố đó để mình đi kiếm Airbnb. Nói chung là Holly cũng chật vật lắm mới book được cái Airbnb này. Tại vì
book xong rồi mới biết là tại vì cái Airbnb này thực sự là nó chỉ có một cái đêm duy nhất, là cái ngày đêm của cái ngày 10 mà sáng ngày 11, đó là cái ngày duy nhất nó có chấm thôi, mà đúng trong cái tuần đó luôn. Còn nếu mà không book cái đó là coi như là không đi được cái Seattle này luôn. Nhưng mà cũng đúng là ngày 11 tháng 11 thì đó. Book xong rồi book xong rồi tụi mình mới biết là đây là một trong những cái Airbnb mà nổi tiếng trên Instagram, nói chung là rất là nổi tiếng trên Instagram luôn, rất là nhiều follow. Thì book xong tới đó mới biết là nó nổi tiếng tới mức độ vậy. Lúc đầu là Như lừa Uyên bằng cách kêu là cái này là bạn của Như book xong rồi, bạn của Như đi không được, cho Như thì Như rủ cả đám đi đó. Đó là lý do để cho Uyên không có biết đó. Uyên vẫn tin như vậy. Tới bây giờ vẫn tin như vậy. Tại vì lúc mình nghi ngờ làm gì đúng không? Mình Uyên cũng rất là thích được bất ngờ, cho nên là Uyên tin những gì mình muốn tin. Ủa, có này không, hiểu sao, không hiểu sao chế được trò chơi này luôn á. Steak Holly làm, spaghetti Như làm, còn lại không ai làm gì hết. Còn lại ăn thôi. Trời ơi, còn phải medium rare luôn chứ phải hỏi nữa. Okay. Thấy cửa xe mở không? Tại vì em đứng ở trong, em không hề để ý, nhưng mà cái đêm trước đó là em cũng đoán được là chắc là ngày mai sẽ là cái ngày đó. Tại vì chỉ còn ngày mai thôi, ngày mốt là mình về rồi, thì em nghĩ là chắc chỉ còn ngày mai thôi. Ok, Holly là một cái người mà kiểu như là sẽ cảm nhận được á. Khi mà anh cảm nhận là em biết á, là lúc nào Holly cũng sẽ add thêm một cái feature surprise nữa để cho không thể nào mà đoán được hoàn toàn hết á. Là gì? Hiểu với Sammy đó, cảm nghĩ của hai bạn. I don't know. My stomach hurts. Nó thấy á nha. My stomach hurts, bro. Mình không được cầu hôn, mình nervous quá. Uyên nhìn ra, ổn mình đi quay cái gì vậy? Xem mình có gì đó. Quá vòng vòng. Không, thì cái đó là anh đã chuẩn bị trước chuyến đi rồi. Thì đó, thì bởi vậy là anh add thêm, có nghĩa là surprise. Tụi anh đã biết trước là em sẽ expect là anh sẽ propose ở cái hồ. Anh nói không, không làm ở cái hồ, làm ở cái Airbnb là một cái surprise rồi. Đến lúc mà tới xong, khi mà không còn cái hồ nữa thì chỉ còn cái Airbnb thôi đúng không? Lúc này trong đầu em chỉ còn là một là lúc này, hai là New York. Tại vì tụi mình đi New York là một tuần, vài ngày ngay sau đó là đi liền á. Nhưng mà New York nó lại có một cái điều không thể nào xảy ra được là tại vì Action không có đi. Là tại vì Action là cái người chụp hình với lại quay phim cho tụi mình trong cái bữa proposal này. Cho nên là cái chuyến đi New York có thể Uyên sẽ nghĩ là ờ, chắc không đâu, tại vì lúc đó không có Action, đúng không? Thì còn hút này thôi. Không, baby lúc đó em nghĩ gì không? Gì? Em nghĩ là chắc Action bay qua sau á. Trời. Thì đó, nói chung là Hugh with Tammy là một cái surprise mà Uyên không có expect tới. Họ đang ở trong đó chuẩn bị đi ra nè. Anh ơi, anh thấy nơi mà sao? I'm nervous. I know I'm cold too. Mình kêu đây, để cửa xe đi. Mà bây giờ ngoài đang có 42 độ. It's so cold. Hôm nay em đứng ở trong nhà, sao em nhìn ra em thấy xong bên cầm điện thoại, nó quay vòng. Rồi cái cửa sổ, cái cửa xe nó mở nữa mà Uyên cũng không có để. Kệ, từ cái cửa nhìn ra cửa xe xa em đâu có thấy đâu. Ai quay vậy? Minh Quay. À Minh Quay. Hiếu với Tammy là bay qua trước. Ờ. Hiếu với Tammy là bay từ Texas qua trước, là Hiếu với Tammy là đi riêng. Xong rồi kiểu như là trước đêm đó nó Tammy có quay một cái gì đó ở Seattle mà post lên Instagram story nữa. Xong cái Tammy kiểu là chết cha, sợ Uyên thấy á. Mà Uyên thì kiểu đâu có để ý tới là ồ cái cảnh này ở Seattle ở đâu, đúng không? Đâu có để ý đâu. Không, đó là đấy nghĩ. Ủa ở Dallas có cái vòng quay này, không biết. Xong rồi Tammy, lúc mà Tammy post xong Tammy kêu oh shit, là post xong rồi bị Uyên thấy. Xong rồi vô check cái người coi tụi có Uyên trong đó không nữa. Xong rồi vô thấy có Uyên kêu Tammy kêu oh. Nhưng mà Uyên ngu đâu biết gì đâu. Không này mắc cười là tại vì á Uyên đang đứng ở trong... Ôi kể cái này đó. Ôi kể. Khu đó là Uyên đang đứng ngay cái cửa là
tính là sẽ chụp hình couple xong rồi đi ra, mà cái Uyên đứng ngay cái cửa thì Uyên là không có mặc áo khoác gì hết trơn, tại cái áo này áo dây nó rất là lạnh, mọi người nó rất là lạnh luôn. Còn Holly thì kiểu hồi Uyên ra trước đi để anh đi vô restroom, xong cái Uyên đang đứng đó là Uyên nhà trời lạnh tự nhiên ra trước đứng đợi, thì thôi hồi đợi Holly ra cứ Uyên đứng tại bình thường đó. Holly không mặc bộ đồ đó mà sao lại mặc bộ đó nó sợ bị biết. Cái là Uyên đứng đó đợi thì Holly mở cửa từ restroom ra thò đầu ra hỏi nó ra chưa bể quá nhưng mà khúc này thì em cũng biết rồi, em cũng kiểu nói chung là sắp tới rồi đó. Ừ, tại vì cái energy của tất cả mọi người xung quanh bắt đầu nó tỏa ra, xong mình cảm thấy cái energy nó đang nâng lên mà mọi người đang cố kìm nó xuống nó kiểu vậy đó, là mình sẽ cảm giác được cái đó. Khúc này là em khúc này là Holly kiểu biết sao anh có thấy em đổi dòng tay không, là em biết hả, em biết. Em biết là nên là mà kiểu như là em đứng bên chỗ anh đang đứng nè, xong rồi cái em nói chết cha góc mặt nó không đẹp, cái em mới đổi chỗ với anh, xong rồi còn đổi vòng tay qua anh. Em làm nhiều cái quá, anh bị nervous á, anh kiểu là ready to go rồi, mình đã set trong đầu mình là ra là mình nói thôi, cái xong rồi ra xong rồi bị đổi hướng rồi, kiểu mình kiểu quay tự nhiên mình không có được bình tĩnh. Sao anh đổ thừa em vậy? Ý là cái nervous là cái cảm xúc của anh đúng hả? Nhưng mà anh bị cảm xúc là tại vì lúc đó em cũng không có bình tĩnh, xong cái em cứ phải em làm cho cái cảm xúc mà bị nervous của anh nó tăng lên nữa, xong cái anh kiểu thiếu oxy. Ghê quá hả? Cỡ à? Ghê quá. Nói chung là ý là mọi thứ nó không có đi theo plan, nhưng mà nó đi một cái ngã rẽ nó cũng ok, không phải là cũng ok mà rất là ok. Em đang đợi anh nói một cái gì đó rất là ý nghĩa. Anh cũng có những cái anh chuẩn bị là anh nói đó, nhưng mà anh không có nói ra đó tại vì bí á đó, tại vì em cứ kiểu cái này Holly đi ra giật giữa Holly cầm propose nha, anh propose nha, thôi kệ kệ hoài. Có một cái chuyện vui á là bữa đó Holly mặc cái quần màu trắng, xong rồi nguyên một buổi sáng thường mà người ta chuẩn bị propose á là người ta sẽ ngồi người ta kêu chứ ok khúc đó nói gì không, nên là mình phải duyệt lại cái bài mà mình chuẩn bị nói đúng không. Nguyên một cái buổi sáng hôm đó Holly với Minh với Như á, Holly cứ đi theo Minh với Như kêu chứ ê cái sàn ở trước nó bằng gỗ mà trời mưa rồi ta mặc cái quần trắng là nó dơ sao tụi bay. Xong rồi cái Minh với Như á đưa cho Holly cái miếng lót ly á, kêu là lúc mà anh chuẩn bị quỳ xuống á thì anh móc cái đó anh thả xuống đất anh quỳ lên, cái anh Holly kiểu chứ nhưng mà vậy là nó kỳ nữa hiểu không, cho nên Holly kêu Như là ra để xuống trước đi, là để cái miếng nó xuống, là một là để cho anh quỳ lên đó, hai là giống như là em biết ca sĩ hồi xưa đi hát người ta dán cái miếng băng keo để biết cho mình đi ra đúng cái chỗ nào đó, để biết cái chỗ đó là chỗ đứng luôn, thì mục đích của anh là vậy. Mà hai đứa kia nó cứ kêu là thì lúc mà anh chuẩn bị quỳ anh móc túi anh để xuống. Nó chỉ kỳ vậy sợ. Mà em nghĩ là nếu mà hình như là anh hờ luôn á, vì là không có đụng đất á, hèn chi mỏi chân mà có. Đi propose mà sợ dơ cái quần. Ok xong, nói chung là review. Review tới đây là hết. Kết thúc chương trình, truyền hình tới đây là hết. Ê coi lại ngại ghê. Có lúc này ngại quá. Tu qua được không? Đó, hết rồi. Hết rồi. Ok, bye bye. Ôi chưa bye bye được. Ủa sao nữa? Sao anh ngại quá vậy? Sao anh bị ngại quá vậy? Anh bị ngại khúc này lắm, nhưng mà ý là còn gì nữa. Em tưởng tượng khúc này mình sẽ kể nhiều hơn, mà nó thôi cái hình ảnh là nó vậy rồi đó. Hình ảnh nó vậy rồi, kể kể thêm chi vậy? Đâu cần. Ok,
thì đó là cái video propose của tụi mình. Proposal. Ngồi có lại thấy kỳ quá. Lúc nào Uyên cũng tưởng tượng trong đầu là mình sẽ nói này nói kia, nhưng mà trong cái khoảnh khắc đó thì không biết nói gì chưa. Thì đó, thì giống anh đó. Xong rồi giờ ngồi nói lại cái lúc bữa giờ ngồi là chuẩn bị cho video là tưởng tượng là mình sẽ kể nhiều lắm. Tại vì mình tưởng tượng thôi, để lúc cái mình coi lại cái cảnh mà mình đang trong cái đó. Tự nhiên cái nó đưa mình đi vô lại cái khúc đó, cái mình cũng không biết nói gì. Không biết nói gì hết. Nãy giờ cũng ngồi kiểu thấy lo lắng, hồi hộp y như là cái ngày đó vậy. Hy vọng là các bạn sẽ thích video này cũng như là ủng hộ cho channel IUF. Thì sắp tới á, Uyên với lại Harley sẽ giữ cái kiểu làm video như này. Em đừng cứ như vậy để em lôi anh vô. Ok, thì mình sẽ có những cái video podcast của The IUF Show. Thì trước thì Uyên với lại Harley đã có một cái tập kể về cái buổi engagement này rồi, nhưng mà tụi mình chỉ ngồi kể mà không có hình ảnh. Đúng rồi. Thì còn hôm nay là cái video mà vừa có hình ảnh vừa có kể một chút xíu. Thì các bạn nào muốn nghe thêm chi tiết mà khi mà cái chuyện đó xảy ra thì các bạn có thể nghe ở trên podcast The IUF Show mà tụi mình sẽ link ở dưới phần description. Hy vọng là từ bây giờ mình sẽ ra được video mỗi tuần. Uyên với là Holly đang rất có nhiều động lực để ra video, và mình sẽ làm mới lại cái channel của mình, không có làm kiểu giống như trước nữa. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón chờ xem và ủng hộ, và bấm cái chuông để get notification cho cái channel của tụi mình khi mà tụi mình ra video mới, cũng như là like video này và share và comments ở bên dưới những cảm xúc của các bạn khi mà các bạn xem cái video này. Tại thực sự là Uyên nghĩ có rất là nhiều bạn đã follow mình từ lâu và cũng rất là mong chờ cái ngày này giống như là Uyên. Thì đó. Ok. Ok. Yeah, bye bye. Bye mọi người.